Công ty xổ số điện toán Việt Nam, tức Vietlott, thông tin từ ngày 1 tháng 8 tới đây sẽ chính thức phát hành sản phẩm xổ số tự chọn mới có tên gọi là Power 6/55. Được biết đây là sản phẩm thứ 3 của Vietlott kể từ khi phát hành sản phẩm Mega 6/45 vào giữa năm 2016 và Max 4D vào cuối năm 2016 vừa qua. Cụ thể, Power 6/55 là trò chơi mới, trong đó khách hàng chọn 6 số tập trung, hợp số từ 0 đến 1, 55 để tạo ra một thành bộ khung tham gia dự thưởng. Giá vé vẫn là 10.000 đồng trên một vé. Chương trình trực tiếp quay số mở thưởng vào Power 6/55 vào 18 giờ đến 18 giờ 30 chiều thứ 3, 5 và 7 hàng tuần. Ngoài cách chơi tiêu chuẩn thì có, khách hàng còn có hai cách tham gia dự thưởng khác của Power 6/55 là bao 5, bao 7 đến bao 15, 18. Cơ cấu giải thưởng của Power 6/55 có đặc biệt khi có Jackpot 1, Jackpot 2 và giải nhất, nhì, ba. Theo đó, Jackpot 1 có bộ số trùng 6 số kết quả quay số mở thưởng, lúc trúng thưởng mở Jackpot 1 tối thiểu là 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục còn cộng dồn không giới hạn nếu không có khách hàng trúng thưởng. Còn giải Jackpot 2 có trùng 5/6 số. Số kết quả quay mở thưởng và thêm một số đặc biệt được chọn từ 149 quả bóng còn lại. Giải Jackpot 2 có mức trúng tối đa là 3 tỷ đồng. Khác biệt của Power 6/55 là giải Jackpot 1 có mức trầm 300 tỷ đồng. Tức nếu không có người trúng giải Jackpot 1 và trị giá cộng dồn của giải Jackpot 1 hơn 300 tỷ đồng, mà có người trúng giải Jackpot 2 thì toàn bộ phần vượt lên trên 300 tỷ đồng của Jackpot 1 được chuyển sang cho giải Jackpot 2. Theo phân tích của Vietlott, xác suất trúng giải Jackpot 1 của Power 6/55 là 1/28,9 triệu, tức tỷ lệ trúng này thấp gấp 3,5 lần so với giải Jackpot của Mega 6/45 là 1/8 triệu. Còn giải Jackpot 2 của Power 6/55 có xác suất là 1/4,8 triệu, tỷ lệ này được xác định là cao hơn 1,6 lần so với giải Jackpot của Mega 6/45. Được biết, xổ số điện toán đã được triển khai đúng một năm nay tại thị trường Việt Nam, hiện đã chính thức có mặt ở 12 tỉnh, thành trên cả nước. Vietlott thông tin, từ đó đến nay có 30 khách hàng trúng giải Jackpot của Mega 6/45. Thì như quý vị cũng đã biết là chúng tôi có một sản phẩm đầu tiên để ra mắt thị trường, đó chính là xổ số tự chọn Mega 6/45 vào ngày 18 tháng 7 năm 2016, và sau đó chỉ sau 6 tháng thì chúng tôi đã tung ra sản phẩm thứ hai là Max 4D vào ngày 18 tháng 11 năm 2016. Kể từ ngày ra mắt sản phẩm đầu tiên cho tới nay là cũng hơn một năm tròn, thì hiện nay thì chúng tôi cũng phát hành cái sản phẩm xổ số tự chọn tiếp theo, đó chính là Power 6/55, là sẽ chuẩn bị ra mắt vào ngày 18. Well, at times we were asked, what is this called? What is this product called? Power 655. Well, we also wonder that why is power? Because this product is really powerful. Number one, the features later we are going to show you that if we're going to give you the eye opener, it's really powerful. And we hope that this product will give you some new perspective. And I do not want to waste too much of time. I'm not going to tell you anything. But after you watch, you know why is it called power. Và mọi người cũng rất là thắc mắc khi mà cái sản phẩm chúng tôi ra với cái tên gọi là power rất là mạnh mẽ. Thì tôi cũng sẽ sau cái tôi sẽ tiết kiệm thời gian là về những cái sẽ có cái sự giới thiệu về cái tính năng vân vân của sản phẩm. Okay, without further ado, please sit down, relax, watch the video clip, and you understand what does it mean by Power 655. Cho nên là quý vị hãy cứ ngồi yên nhìn màn hình, quý vị sẽ thấy được là vì sao cái sản phẩm này được gọi là Power. Thank you, please enjoy. Xin chân thành cảm ơn.
chúc giải thưởng. Và thứ ba là quan trọng nhất là phần cách chơi. Power 655 thì cũng giống như các sản phẩm sơ số tự chọn mà nhà điều hành đã phát hành ra, đó chính là dựa trên cái sự là chọn số. Nhưng có một điểm khác biệt, đó chính là so với lại sản phẩm mà chúng ta đã phát hành, đó chính là chọn 6 con số trong 55 số. Có nghĩa là với Mega 645 thì là chọn trong từ 1 đến 45, thì hiện tại với Power thì chúng ta sẽ chọn từ 1 đến 55. Về cấu trúc giải thưởng cũng có một đôi chút khác biệt. Thứ nhất, chúng ta đối với sản phẩm 6/55, chúng tôi khi ra mắt thị trường không chỉ có một chatbot. Mọi người bây giờ ở trong thị trường cũng rất là hiểu là cái từ chatbot như thế nào, đó là về giải đặc biệt. Thì hiện tại đối với Power 655 thì chúng tôi có đến 2 chatbot. Và giá trị tối thiểu của mỗi giải cũng sẽ khác một chút. Thứ nhất là giải chatbot 1, giá trị tối thiểu sẽ bắt đầu từ 30 tỷ. Giá trị chatbot 2, giá trị tối thiểu là 3 tỷ. Và hai chatbot này đều sẽ được cộng dồn cho đến khi có người trúng thưởng. Và bên cạnh giải chatbot thì cũng có các cái giải nhỏ để có thể là vừa lòng người chơi, với lại cũng cho người chơi có thêm những cái sự hứng thú khác. Đó chính là giải nhất sẽ là 40 triệu, giải nhì 500.000 và giải ba là 50.000. Sự khác biệt đến từ quả bóng đặc biệt. Bởi vì quả bóng đặc biệt này có ý nghĩa như thế nào? Thứ nhất, quả bóng đặc biệt dùng để xác nhận kết quả jackpot 2. Bởi vì ở cái sản phẩm này chúng ta có hai cái giải jackpot, cho nên chắc chắn là cũng phải có một cái cơ chế đặc biệt hơn một chút để xác định cái giải jackpot thứ hai. Và xác định như thế nào? Đối với Power 655 cũng giống như là Mega 645, là cái dãy số, một bộ số sẽ bao gồm 6 số. Thì đối với jackpot 2 là chỉ cần trùng 5 con số của jackpot 1 và cộng với quả bóng đặc biệt, chúng ta có thể ra được là cái jackpot 2. Để cho dễ hiểu hơn, tôi xin ví dụ. Chẳng hạn kết quả quay số ra được là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, giải jackpot 1 sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế thì để xác nhận, xác định kết quả jackpot 2 thì trong lòng cầu sẽ quay 49 con số còn lại. 49 con số còn lại sau khi đã xong jackpot 1 rồi sẽ quay 49 con số còn lại để ra một quả bóng đặc biệt. Quả bóng đó sẽ xác nhận jackpot 2. Ví dụ số đặc biệt là 07. Thì các anh chị có thể thấy được là trên cái bộ số dự thưởng là mọi người có thể thấy là nếu như trùng với lại cái con số 1, 2, 3 của giải, của kết quả quay số thì chúng ta sẽ được giải 350.000. Chẳng hạn như là các anh chị mua được là 1, 2, 3, 10, 11, 12, trúng 3 số, như vậy thì chúng ta trúng được là giải 50.000. Nếu như mọi người mua bộ số là 1, 2, 3, 6, 31, 42 mà kết quả quay số lại trùng được với kết quả quay số 4 con số là 1, 2, 3, 6, như vậy thì chúng ta đã trúng được giải gì? 500.000. Tiến lên thêm một bước nữa, nếu như các anh chị mua là 1, 2, 3, 5, 6, 22, chỉ sai lệch một số so với lại giá trị của kết quả quay số thì chúng ta sẽ trúng được giải nhất với giá trị là 40 triệu. Và điểm đặc biệt của jackpot 2 là như thế này. Nếu như các số của các anh chị có được là 1, 2, 3, 5, 6, 7, có nghĩa là cũng có 5 số trùng với lại kết quả quay thưởng, nhưng con số của cái lần quả bóng đặc biệt đó lại là số 7, lại là cái ngay một số các anh chị mua, thì như vậy là chúng ta trúng được jackpot 2. Và hiển nhiên khi mà trúng được toàn bộ 6 con số trong ngay kết quả quay số thì chúng ta đã trúng được jackpot 1. Vì sao chúng tôi lại cái jackpot 2? Bởi vì nó sẽ nâng cao hơn cái cơ hội để cho người tham gia dự thưởng có được cơ hội trải nghiệm và trúng được jackpot.
cấu trúc giải thưởng nó có một số cái đặc biệt như thế này để tích lũy, làm sao để mà tích lũy về giải jackpot 2. Bởi vì các chị cũng biết là cái cơ chế của jackpot là sẽ là cộng dồn, tích lũy và cộng dồn. Nhưng mà hiện tại đây Power 655 thì chúng ta có hai cái jackpot. Như vậy thì tích lũy và cộng dồn như thế nào? Ví dụ jackpot 1 bắt đầu tối thiểu từ 30 tỷ đã cộng dồn lên hơn 300 tỷ. Tôi xin nói là cộng dồn lên hơn 300 tỷ. Nếu như có người trúng jackpot 1 thì chắc chắn người khán giả jackpot 1 sẽ nhận được là 300 tỷ trở lên. Ví dụ như là 301 tỷ đó, là mình sẽ nhận được luôn là 301 tỷ. Nếu như không có người trúng jackpot 1, vậy thì chúng ta lại suy nghĩ về jackpot 2. Jackpot 2 cũng sẽ có hai cái tình huống xảy ra. Thứ nhất, nếu như trúng jackpot 2 và không trúng jackpot 1, tại vì quay số đó là chúng ta không xác định ra được người trúng jackpot 1, nhưng mà có người trúng jackpot 2 và cái số tiền của jackpot 1 hơn 300 tỷ thì cái số thặng dư dôi ra sẽ được cộng vào jackpot 2. Chẳng hạn như 301 tỷ mà không có người trúng thử jackpot 1 mà jackpot 2 có người trúng thì 1 tỷ đó sẽ được cộng vào jackpot 2. Còn nếu như không có ai trúng jackpot 1 và cũng không ai trúng jackpot 2 thì vẫn tiếp tục tích lũy như bình thường. Đây, một cái ví dụ thấy lớn hơn cho mọi người bằng con số cho nó dễ. Giải jackpot 1 ra là 367 tỷ và jackpot 2 kết quả ra là 47 tỷ vào quyền quay số mỗi thưởng. Nếu như có người trúng thưởng jackpot 1 liền thì tất nhiên người trúng thưởng nó sẽ nhận 367 tỷ. Nếu như không có người trúng thưởng jackpot 1 thì chúng ta xem coi jackpot 2 như thế nào. Nếu như có người trúng thưởng jackpot 2 thì các bạn sẽ thấy là các anh chị sẽ thấy là jackpot 2 sẽ được là 40 cộng 67 tỷ. 67 tỷ là phần dôi ra của 300 tỷ. Chúng ta sẽ tính móc 300 tỷ là móc dôi ra. Còn nếu như kể cả jackpot 1 và 2 không ai trúng thì tất nhiên kết quả này sẽ được bảo lưu tiếp cho kỳ quay thưởng tới. Cách chơi Power 655 thì chúng tôi cũng có 3 cách. Thì thật sự là có rất là nhiều ở trên thị trường cũng có rất là nhiều người chơi cũng chưa hiểu được là chơi như thế nào. Thì ở đây thì tôi cũng xin nói về cái cách chơi là tiêu chuẩn nhất thôi, đơn giản nhất thôi. Thì hiện tại thì chúng tôi có 3 cách. Cũng giới thiệu anh chị là kiểu tiêu chuẩn, kiểu tổ hợp bao năm và kiểu tổ hợp bao 7 đến bao 15 và bao 18. Thì về cái bao chơi theo kiểu bao 5 và bao 7 đến bao 18 thì chúng tôi là sẽ giới thiệu cho khách hàng tại điểm bán hàng. Kiểu tiêu chuẩn đơn giản cũng như là Mega 645 là người chơi chỉ cần chọn 6 số bất kỳ từ 1 đến 55 và không trùng nhau. Mệnh giá của mỗi tờ, bây giờ chúng ta sẽ nói mệnh giá của mỗi bộ số sẽ là 10.000 đồng. Tại vì cứ mệnh 6 con số là sẽ được một bộ số. Một bộ số như vậy là giá trị 10.000 đồng. Thì nếu như các anh chị mua hơn thì mình cứ như vậy mình nhân lên thôi. Và dù là người nước ngoài hay là người Việt Nam, chỉ cần là đến điểm bán hàng của chúng tôi mua vé sổ số tự chọn thì vé đó là hợp lệ nếu như không đạt đủ hết tất cả các tiêu chuẩn này. Dạ, bây giờ là xin chân thành cảm ơn ạ. Như vậy thì đây là một cái clip rất là ngắn gọn để cho các anh chị có thể hiểu thông tin tổng quát nhất của Power 655. Thì đây là cái TV hiện tại, khi mà đi ra cửa hàng chắc chắn là chưa có bán Power 655 đâu. Nên là mọi người hãy bình tĩnh, đúng ngày 1 tháng 8 đi ra cửa hàng, đi ra điểm bán hàng của Vietlott thì sẽ mua được Power 655.